Ngoài dịch sốt xuất huyết thì tình hình dịch bệnh tay chân miệng cũng đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là ở một số tỉnh phía Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 12.600 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 7 đoàn đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại các tỉnh thành phố trọng điểm. Các đoàn sẽ kiểm tra những nội dung liên quan đến triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2023, công tác chuyên môn về dự phòng, giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy lăng quăng, rửa tay bằng xà phòng, vai trò của chính quyền các cấp, huy động các ban ngành đoàn thể tham gia phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại địa phương, thu dung điều trị, truyền thông và đáp ứng chống dịch. Đoàn sẽ có các đánh giá, nhận định tình hình và đề xuất các giải pháp kiểm soát bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong khoảng một tháng từ ngày 19 tháng 5 đến 18 tháng 6 năm 2023, cả nước có 5.383 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận 12.600.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.